Vâng, xin chào các bác nhá. Em tiếp tục lên nữa một con giải mã gọi là hàng quốc dân luôn, X9A, đời cao mà giá rất bình dân các bác nhá. Mà giải mã đảm bảo cho các bác vẫn là chất lượng cao, 24 bit. Dòng này thì hàng sản xuất tại Nhật. Đấy, và ngoài giải mã ra thì các bác sau này bị có thích ghép thêm công suất nhá. Đây. Đấy, các bác có thể ghép thêm công suất này. Đấy, muốn làm công suất thì có thể ghép vào đây nhá, ghép thêm vào đây. Đấy. Còn đây là quang này, có cổng quang in và quang out này. Đây là trầm này, đây là đường 3.5 này. Đấy. Ok chưa ạ? Ở đây thì em đang cắm sẵn điện thoại này, quang cắm sẵn đây rồi. Đấy, còn về giải mã nhá, các bác nhớ cho em này. Ở đây là hai cổng này thì các bác có thể truyền xuống con đẩy hay là monitor để hát karaoke nghe nhạc thoải mái luôn, mà chất âm của các bác vẫn bao hay luôn nhá. Xịn cực kỳ luôn, em nói thật các bác này, hàng vừa về shop em còn chưa thèm gọi là lau qua một tí, nhưng mà con này về của nó là sao hàng bán nhà quá đẹp luôn. Giải mã hay lắm các bạn. Bác nào mà đam mê hát karaoke nghe nhạc ấy, cứ mua cho em con này. Em nói thật với các bác chứ, tiền là của ấy mình bỏ ra nó xứng đáng. Rồi giá của dòng này thì là giá là 1.200.000 các bạn nhá, 1.200.000. Đấy. Còn bình thường em đang bán con này của nó là 1.600.000, tại vì là nó là dòng X9A đời cao. X7 thì nó là 1.250.000 rồi. Đấy, còn X9 của nó là đời cao hẳn, thế nên là nó sẽ là tầm khoảng là 1.600.000, 1.650.000. Đấy, còn con này thì em bán là giải mã không CD. Đấy, thì để có là 1.200.000. Đấy. Nghe lắm các bạn, con này nghe phê lắm. Giải mã của nó, đây em đang cắm nó cổng line đúng không? Đây, chuyển cái cổng line cho nó này. Tiếng hay lắm các bạn. À, mới vặn volume của tới đây nó không thể có tiếng bảo sao. Đấy, đây. Đấy, còn giải mã này. Giải mã có chuyển cho em về chế độ OPT nhá. Đấy, digital này, bán luôn các bật TV lên. Đây cho này có đĩa không nhỉ? À, con này đang bị kiểu chắc là kẹt đĩa bên trong đúng không? Nó kiểu dạng đang kẹt đi bên trong rồi. Thế con em bán công suất đi nhá, bán công suất cho các bác. Đấy thì về các bác làm công suất có thể là ghép thêm loa vào được chưa ạ? Đấy, hàng cũng vừa về em cũng chưa kiểm tra gì đâu. Đấy, không biết có phải đĩa nó kẹt bên trong hay không, nhưng mà về các bác kiểm tra nhá. Giá thì để các bác con này là 1.250.000, tôi để các bác con này là 900 nhá. Đấy, về các bác gọi là tự kiểm tra luôn. Đấy, nó có quang rất là hay luôn đây này. Ok chưa ạ? Để các bác là 900 nhá, về các bác tự kiểm tra xem đường quang làm sao. Còn nếu mà không thì mình có thể ghép làm công suất như này cũng ngon. Đấy, đây, mời các bác nghe thử chất âm này. Nghe cực kỳ hay luôn các bạn, sướng lắm. Đấy là về chất âm các bác nhé. Còn về ghép loa thì các bác có thể ghép vào những con bass tầm khoảng 18 hoặc là nói chung 18 đổ xuống thoải mái. Hoặc đây, những cái dòng loa ở đây các bác có thể là phối thoải mái nhé. Đấy, bác nào mà cần phối thêm loa hay là gì thì cứ ghép vào thoải mái luôn.
Bởi vì những cái dòng này thì tiếng của nó rất là hay. Đó, nó là dòng đời cao mấy 9A. Đấy, thì bác nào mà chốt thì alo cho em qua số điện thoại là 0966 594581 hoặc số 0979 891 682 nhé. Vâng, xin chào các bác.